ơi đau không? Tôi chơi cái gì vậy? Tôi chơi. Cho anh Vũ về đá đầu về biên rồi. Phạm ơi. Có mày nặng lòng quá mày đã không nổi hả gì à? Ví dụ như vậy nè. Ví dụ như già cụ tiên tụ cả Sài Gòn á. Trong này ví dụ như không rồi nè, ấy bỏ nó bớt chút. Nó chạm già nó rồi. Chấp ví dụ như đi vô trẻ quá nó kỳ thôi chứ không phải là sợ mà vô thằng già thằng lẻ dậm trên lạp dậm kỳ kỳ đi cha con vậy đó biết không. Cái đồ thứ quỷ đó banh thì ăn thua gì nhò gì và thua 100 tái cũng 300 ngàn cũng kẹo cái vậy à, cái vậy thôi chứ có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì ba anh Khánh đã vô cũng như vậy. Khánh đứng dưới sẵn, gạo nó nảy chuyền xuống. Đá vô chồng 60 ca. Đá cái mày kèo sống không nổi luôn. Vậy cho chắc. Ờ, lấy vô nổi tận. Ly mát rồi. Đậu ba cho mày vô ly. Đậu dây à mày. Hai đội Hùng Di á, tỉnh đi. Hùng Di sáng với Hùng Di chiều nữa. Điện thoại tuổi còn. Đá giao lưu hết xong chịu lên đây đá 4 giờ cũng được.
Tôi thấy không giờ. Muốn đâu miếng mẹ còn lâu. Nhiều lắm à. Kéo đèn lên mà còn miếng. Còn miếng là pin còn miếng à. Chết mẹ. Hai một. Ra bộ bộ. Lỡ rồi chứ mình giờ là má đá hai thức là đóng đầy hai thức á. Trời trời. Không phải đá mà đóng liền nó lần vô hai lần. Thấy Thảo vô đưa bên vô liền. Thấy tôi vô cái bên vô liền. Nó chỉnh liền, chỉnh nhẹ liền. Hai lần là 60 nha, đảo lộn chứ không phải đâu có tiền lần nha. Ủa tỷ số nhiêu rồi? Chết mẹ sao tao nhập đi có 1-0 rồi, mới ăn tới đó, tính tới đó, tới hồi nãy đâu có quay đâu tính. Y quýnh pizza mà quýnh hay cỡ nào hay chứ, ấp theo bản ngon hơn. Dứt cái nữa, dứt á. Sao qua nổi Chí Tâm? Chuyện ghê vậy hả? Chết đi đi bác. Mày vô nào Ly. Chỉnh nhẹ đưa anh Minh vô cái gỡ nó liền. Nãy giờ không ai kìm nhịp độ hết. Đến trong đi thì dấu vô cái bờ ra ngoài đứng. Mấy à? Mấy ơi.
Đưa. Nãy đỏ nào với nào đã vô rồi. Hồi nãy tới đầu nào đó vô. Tới đầu á, bên đó đỏ nào đó vô. Tính. Tính nhỉ. Cháu dục miền như cũng đá. Không đi làm hả? Không đi làm đá chỗ đó rồi đi làm. Nguyên nãy nào đá vô rồi? Nguyên nào đá vô? Gạo. Gạo chứ pháp. Không nữa, 3 lần. Chấp trái rưỡi. Hả? Hồi nãy xanh ra hùng hổ chấp trái rưỡi. Dạ ăn hai trái thì cho rồi. Dịp dò khỏe rồi. Chơi hiệp hai tao lội lại rồi chơi. Làm hai dao. Hey. Đá rau ngồi luôn nặng hết đi nổi luôn. Còn nửa trái nữa đó nha. Còn má cà rưỡi cười ý thật nè. Cà rưỡi mới cười. Nó cắn á. Kim nó tha mày trên này cái rồi. Chính chưa liền. Thoát nó. Ờ chứ anh luôn. Cái đó chỉ quay nước mắm mà mày. Mày ơi. Lấy đâu đụng má mày. Ra cho mạnh lên. Đụng má. Đá mặt cái bàn luôn. Chui vô nghe đó đó. Đá mặt cái bàn. Đó là thứ tầng 1 rồi đại luôn. Chỉ là 1 là nó lễ vô cái cuối. Cái dưới thầu của mày. Nghe mày đi tập gym nè, có thằng hai ra đường mày ơi, mày gặp đi tập gym là đủ má nó quánh mày cái thầu rồi. Đấy hả, rất dài luôn rồi đó, tắt má khúc cái đó rất dài luôn. Đạo. Mà tích sắc.
cha vợ đưa. Không động em luôn nè. Động em ở chú ơi. Thầy nó đâu không mặc mấy. Bánh cho cô vô rồi gọi nữa. Vô ma quánh chai nhà cửa té đó. Vô nè, cô mặc nỉ cho cô luôn. Cô mặc kêu răng luôn. Cú mập lên đi đi nghe mày. Chết mày. Nó đã khó chịu. Nó mong không biết anh đi đâu. Lên ở chung mày mát không hết trơn nữa rồi pha lửa lửa lại chứ mà té hả lấy nó ra ngoài để đi ra đi cho mình đá đi ra. Ta ộp chấm cho chúng mình đá đi. Ủa mẹ không mở cái bay nhiều. Buồn giờ mấy phút hả? Buồn giờ kìa ông gỡ rồi. Đã ăn thua. Phải ăn phải thua. Đã ăn thua. Cậu. Thank you.
Mình đang cầm đẩy đẩy pha mưa quăng đẩy cái mặt khói mình lắc được chứ nó không lắc nó không được. Trời đủ nghỉ má cậu đó. Đây đi thẳng vô không luôn. Cái lưng mày. Qua luôn. Sao đâu mà với bộ á. Chết gà. Hết người thay rồi, đá đi. Hết người thay luôn rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Đỏ nhắc, bên đây nhắc tiền, không nhắc người.
Dưới cái lưới mà này nè. Hết giờ lâu lắm rồi. Họ bị chết. Đi luôn. Giờ gì 17 phút. Làm đi cho tắt đi coi. Vinh dữ rồi. Giờ thấy nó quặn luôn. Đợi 8 phút. Bù đá 4, 5, 4 giờ. 24, 5, 20. Rồi, cho em xe uống chị ơi. 5, 50. Bố bó kia sắp giảm đá nè. Cho lỡ mệnh chết luôn à. Thấy không? Bù giờ gì bù giờ. 7 phút luôn. Trời ơi. Cắn thương nhiều quá. Cắn thương nhiều quá.